Lưu ý trước khi xem chuyện, đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh, mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Độc Cước Nữ Tử nhìn dòng sông trước mặt, ngươi đang mưu tính chuyện gì? Theo như ta biết, ngươi hẳn là không thiếu gì cả. Tiểu Đạo cười mà không nói. Độc Cước Nữ Tử lắc đầu, cút. Tiểu Đạo cười ha ha, xoay người rời đi. Trong tiệm cầm đồ, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, giờ phút này, phù văn màu đỏ quỷ dị trên người lại xuất hiện. Toàn thân hắn có một luồng khí lưu đang chuyển động a mục bên cạnh tò mò đánh giá bốn phía cứ như vậy hai ngày sau diệp huyền đột nhiên mở mắt ra trong mắt hắn cũng có phủ văn màu đỏ lưu động a mục nhìn diệp huyền thế nào diệp huyền đứng dậy hít sâu một hơi cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh a mục gật đầu rất tốt bây giờ nhục thân của ngươi không kém gì tứ văn thiên long ngươi một đánh một với hắn ta mà nói phần thắng rất lớn diệp huyền trầm giọng nói hắn ta sẽ không một đánh một với ta đâu a mục chớp mắt hình như đúng là vậy ba ngày đã trôi qua chúng ta có thực sự phải đi không diệp huyền nói ta đi ngươi ở lại đây à a mục vội vàng lắc đầu ngươi là vu thị của ta ta phải đi theo ngươi diệp huyền trầm mọc một lát sau đó nói đi ta dẫn ngươi đi một chỗ nói xong hắn cõng a mục rời đi vừa ra khỏi vô biên địa hạ thành thiên long lão giả nhìn diệp huyền diệp huyền cười ha ha các ngươi đuổi theo ta đi nói xong hắn xoay người bỏ chạy thiên long lão giả sa mạc lời nhìn diệp huyền kiêu ngạo như thế thiên long lão giả choáng váng tên này có ý gì không suy nghĩ nhiều hắn ta dẫn theo mấy thiên long đuổi theo trên đường đi a mục trên lưng diệp huyền đột nhiên hỏi ngươi đi đâu vậy diệp huyền nói tìm người giúp đỡ a mục chớp mắt tìm ai diệp huyền cười hắc hắc ngươi sẽ biết ngay nói xong tốc độ của hắn tăng nhanh mà ở phía sau hắn có mấy thiên long đang điên cuồng đuổi theo khoảng nửa canh giờ sau diệp huyền đi tới một nơi mà hắn từng tới chiến trường cổ nơi này có hai siêu cường giả ác ma nhạn và thần linh mà chỗ này hiện tại bị phong bế có điều hắn vẫn lợi dụng không gian đạo tắc mạnh mẽ xông vào dù sao hắn cũng quen ác ma nhạn và thần linh Diệp Huyền vừa tiến vào chiến trường cổ thì một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn. Ác Ma Nhạn đã lâu không gặp. Ánh mắt Ác Ma Nhạn rơi vào trên người A Mục trước, nàng nhìn A Mục, hai mắt híp lại. A Mục chớp mắt, "Xin chào." Ác Ma Nhạn đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, xa xa phía chân trời có mấy khí tức cường đại bao trùm mà đến. Ác Ma Nhạn nhíu mày, nhìn Diệp Huyền, "Ngươi đã làm gì vậy?" Diệp Huyền còn chưa nói gì thì Thiên Long lão giả cầm đầu đã xuất hiện cách đó không xa. Thấy cảnh này, Diệp Huyền chạy đến bên cạnh Ác Ma Nhạn, ôm lấy cánh tay nàng, "Tỷ, nhiều ngày không gặp ta nhớ tỷ quá đi ác ma nhạn chớp mắt tỷ diệp huyền vội vàng nói tỷ ơi ta có quà tặng tỷ này nói xong hắn lấy một cặp sừng ra thấy cặp sừng này sắc mặt thiên long lão giả trong nháy mắt trở nên dữ tợn vì đây là sừng rồng diệp huyền không nói hai lời mà nhét sừng rồng vào tay ác ma nhạn tỷ cái này tặng cho tỷ ác ma nhạn nhìn thoáng qua sừng rồng mắt hiện lên chút kinh ngạc đây là sừng rồng sao diệp huyền gật đầu đúng vậy áp ma nhạn đánh giá sừng rồng một cái sau đó nói tuy rằng phẩm giai bình thường có điều cũng coi như không tệ nói xong nàng nhìn diệp huyền ngươi đưa cái này cho ta là muốn mấy con rồng phía sau ngươi thủ địch ta sau đó để ta giúp ngươi ra tay đánh bọn họ có đúng không bị nói chúng tim đen mặt diệp huyền đỏ lên có điều rất nhanh đã khôi phục lại bình thường hắn chỉ vào thiên long lão giả xa xa tỉ bọn họ bắt nạt người áp ma nhạn chớp mắt chuyện đó hình như chúng ta cũng không phải quen thuộc lắm ngươi đến hại ta như vậy có hơi không đúng thì phải diệp huyền nói tục ngữ nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân hừm, áp ma nhạn đột nhiên cắt ngang lời diệp huyền nàng nhìn hắn cười như không cười một ngày vợ chồng trong ngày ân từ nay ngươi dùng hình như không thích hợp lắm thì phải diệp huyền nhoẻn miệng cười sau đó nói tỷ tỷ phân xử cho ta con rồng của thiên long tộc muốn giết ta trước sau đó thực lực của đối phương không đủ đã bị ta giết tiếp đó ta hầm hắn ta ngươi nói đó có phải là lỗi của ta không áp ma nhạn nhìn diệp huyền ngươi hầm một con thiên long diệp huyền gật đầu áp ma nhạn giơ ngón tay cái lên với hắn lợi hại diệp huyền hỏi tiền bối biết thiên long áp ma nhạn cười nói biết một chút thiên tộc mà vẻ mặt diệp huyền trở nên hơi cổ quái nữ nhân này quá không đơn giản lại biết chuyện của hư vô duy độ đúng lúc này thiên long lão giả ở đằng xa đột nhiên nhe răng nói các hạ đây là chuyện của chúng ta với hắn mong các hạ chớ nhúng tay vào ác ma nhạn nhìn đối phương ta biết là chuyện của các ngươi và hắn thiên long lão giả khẽ gật đầu muốn ra tay mà lúc này ác ma nhạn đột nhiên nói các ngươi đi ra ngoài đánh đi thiên long lão giả nhíu mày hắn ta nhìn ác ma nhạn đi ra ngoài đánh ác ma nhạn gật đầu đây là địa bàn của chúng ta bản thân địa bàn này cũng nhỏ sẽ không chịu nổi sự phá hoại của các ngươi, cho nên các ngươi đi ra ngoài đánh đi." Thiên Long lão giả nhìn Ác Ma Nhạn, hắn ta không cảm nhận được khí tức của nữ tử trước mắt này, hiển nhiên không phải người bình thường. Trầm mặc một lát, Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, "Đi, ra ngoài đánh." Diệp Huyền lắc đầu, "Ta không ra ngoài." Thiên Long lão giả nhìn Ác Ma Nhạn, Ác Ma Nhạn thì nhìn Diệp Huyền, cười nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi cũng không thể hại Ác Ma tộc ta như vậy." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Tỷ, không phải Ác Ma tộc tỷ sợ Thiên Long tộc hắn ta chứ?" Ác Ma Nhạn cười nói, "Đừng dùng phương pháp kích tướng này với tỷ tỷ." vô dụng diệp huyền trầm mặc lúc này thiên long lão giả đột nhiên giận dữ nói nhân loại diệp huyền nhìn thiên long lão giả lạnh nhạt nói ngươi lại đây đánh ta đi thiên long lão giả giận tím mặt một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn ta tràn ra diệp huyền mặt không đổi sắc hắn nhìn ác ma nhạn ác ma nhạn mặc dù đang cười nhưng nụ cười này lại hơi lạnh khi khí tức cường đại này tới trước mặt diệp huyền một luồng sức mạnh thần bí chợt lóe lên từ trong sân ẩm ẩm diệp huyền còn chưa kịp phản ứng thì thiên long lão giả đằng xa đã bạo lui ra ngoài ngàn trượng hắn ta vừa dừng lại máu toàn thân đã bắn tung tóe một kích trọng thương thấy cảnh này tất cả mọi người trong sân đều sửng sốt thiên long lão giả cũng sững sờ tại chỗ diệp huyền nhìn áp ma nhạn trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ thực lực của nữ nhân này mạnh như vậy sao áp ma nhạn nhìn thiên long lão giả ta đã nói với ngươi nơi này rất nhỏ không chịu nổi sự tàn phá ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao thiên long lão giả nhìn chằm chằm áp ma nhạn các hạ đây là chuyện giữa thiên long tộc ta và hắn áp ma nhạn chớp mắt ta biết đây là chuyện giữa các ngươi và hắn ta có nói muốn nhúng tay vào sao ta có nói muốn giúp hắn không ta không nói vậy nói xong nàng nhếch miệng cười ta nói với ngươi nơi này rất nhỏ không chịu nổi sự tàn phá để ngươi không cần đánh nhau ở đây ngươi không nghe ngươi không nghe chính là không nể mặt ác ma nhà ta nếu ngươi cũng không nể mặt ta ta cần gì phải nể mặt ngươi vẻ mặt của thiên long lão giả trở nên hơi khó coi hắn ta nhìn thoáng qua diệp huyền đằng xa với vẻ oán độc vừa rồi nhân loại trước mắt đang cố ý chọc giận hắn ra tay ác ma nhạn quay đầu nhìn diệp huyền diệp huyền vội vàng nói ta không ra tay ta rất nể mặt ngươi ác ma nhạn nhìn diệp huyền ngươi là kẻ xấu xa nhất diệp huyền sa mạc lời ác ma nhạn đi tới trước mặt hắn nàng cười nói ác ma nhất tộc ta hiện tại chỉ muốn hòa bình không muốn dính vào thị phi cũng không muốn đối địch với bất kỳ thế lực nào chúng ta muốn sống thật tốt tiểu đệ đệ ngươi hiểu ý của ta không diệp huyền gật đầu ta hiểu ác ma nhạn cười nói khi nào rời đi diệp huyền do dự một chút sau đó nói ba ngày ác ma nhạn gật đầu được trong vòng ba ngày ngươi có thể ở lại nơi này ai ra tay ta sẽ xử kẻ đó diệp huyền chân thành nói đa tạ ác ma nhạn quay đầu nhìn thiên long lão giả nhớ kỹ chỗ này rất nhỏ không chịu nổi sự tàn phá của các ngươi ba ngày sắc mặt thiên long lão giả âm trầm đến cực điểm lại thêm ba ngày nữa xa xa diệp huyền dẫn a mục rời đi sau khi diệp huyền cùng a mục rời đi thiên long lão giả nhìn ác ma nhạn các hạ người nọ rõ ràng vô lại vì sao các hạ phải nề mặt hắn hay là nói các hạ đang kiên kỵ cái gì ác ma nhạn nhìn thiên long lão giả cười nói ngươi thì sao ngươi cần gì phải vì một con rồng đã chết mà dây dưa không ngừng với hắn thiên long lão giả nhe răng nói hắn đang sỉ nhục thiên long tộc ta ác ma nhạn lắc đầu nếu ta là ngươi ta sẽ để hắn sỉ nhục một chút thiên long lão giả nhíu mày các hạ có ý gì ác ma nhạn chớp mắt ta không có ý gì khà khà nói xong nàng xoay người rời đi lúc này thiên long lão giả đột nhiên nói các hạ rốt cuộc thì hắn là ai ác ma nhạn nhìn hắn ta cười nói nói thật ngươi đừng tìm hắn gây phiền toái nữa dù sao nếu là ta ta sẽ không đi trêu chọc hắn nói xong nàng xoay người biến mất thiên long lão giả nhíu mày một lát sau hắn ta nhe răng nói mặc kệ ngươi là ai làm nhục người thiên long tộc ta nhất định phải chết nói xong hắn ta biến mất tại chỗ diệp huyền dẫn a mục đi tới một dãy núi a mục đột nhiên nói nữ nhân vừa rồi cũng rất mạnh diệp huyền nhìn a mục vu tộc có cường giả như vậy không a mục gật đầu có diệp huyền lại hỏi nhiều không a mục lắc đầu không nhiều lắm diệp huyền suy nghĩ một chút sau đó nói rốt cuộc khi nào bọn họ mới tỉnh a mục lại lắc đầu không biết có điều cũng nhanh thôi diệp huyền thấp giọng thở dài a mục nhìn hắn diệp huyền nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nói thiên long tộc có phải cũng sẽ có nhiều thiên long tỉnh lại hay không a mục gật đầu điều ta lo lắng không phải là thiên long tộc mà chính là thích giả tộc diệp huyền nhíu mày thích giả tộc a mục hơi gật đầu bọn họ là chủ tử của thiên long tộc thực lực càng mạnh hơn nếu bọn họ tỉnh lại thì ngươi sẽ gặp phiền toái lớn miệng diệp huyền khẽ giật a mục đột nhiên cười nói ngươi hối hận vì đã hầm thiên long sao diệp huyền lắc đầu không hối hận a mục mỉm cười không nói gì diệp huyền lấy thiên chu kiếm ra hắn nhìn thanh kiếm trong tay trầm giọng nói nếu sắc bén hơn một chút thì tốt rồi hoặc là để tên kia dùng linh hồn đánh với ta cũng được a mục nói ta có thể khiến cho nó sắc bén hơn diệp huyền nhìn a mục a mục cười nói thật diệp huyền nói sắc bén đến mức nào a mục suy nghĩ một chút sau đó nói ngươi muốn sắc bén đến mức nào diệp huyền nói phá thủng phòng ngự của thiên long a mục đột nhiên nói chỉ có một cách đó là cải tạo lại thanh kiếm này diệp huyền nhíu mày cải tạo lại a mục gật đầu kiếm này của ngươi đã đủ sắc bén nếu như cộng thêm thiên đạo chi phong và địa mẫu chi dệ trong truyền thuyết mà nói kiếm này của ngươi sẽ trở nên rất lợi hại đừng nói tứ văn thiên long dù là nhục thân của thiên long cũng không phòng ngự được diệp huyền vội vàng hỏi thiên đạo chi phong địa mẫu chi dệ là cái gì thế a mục cười nói mấy thứ rất lợi hại diệp huyền trầm giọng nói đi đâu lấy cái này a mục chớp chớp mắt ta có đó diệp huyền sa mạc lời ngươi có sao diệp huyền nhìn a mục hơi ngạc nhiên a mục gật đầu ta có nói xong lòng bàn tay nàng mở ra một viên tinh thạch màu cam đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, mà bên trong tinh thạch này, Diệp Huyền thấy một luồng sáng trắng. Hắn hơi kinh ngạc, đây chính là Thiên Đạo Chi Phong. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, Thiên Đạo Chi Phong là gì? A Mục cười nói, Thiên Đạo từng chế tạo ra một thanh thần binh gọi là Thiên Đạo Nhẫn, có điều thanh thần binh đó không biết nguyên nhân gì mà bị phân tách, sau đó kiếm phong của Thiên Đạo Nhẫn bị Vu tộc ta lấy được, tiếp đó đã bị ta lấy ra. Diệp Huyền chớp mắt, ngươi có thể tùy ý lấy bảo vật Vu tộc sao? A Mục gật đầu, đúng vậy, chỉ cần Vu tộc có, ta đều có thể dùng diệp huyền vội vàng hỏi vu tộc các ngươi còn thiếu đại tế ti không a mục che miệng cười khẽ ngươi đã là vu thị của ta không thể làm đại tế ti hơn nữa muốn làm đại tế ti phải biết rất nhiều thứ diệp huyền lắc đầu thở dài dường như nghĩ đến gì đó hắn lại hỏi thiên đạo chi phong này rất sắc bén sao a mục gật đầu nụ cười trên mặt nàng dần dần biến mất cực kỳ sắc bén nói xong nàng lại lấy một tảng đá nhỏ màu đỏ thấm ra trong tảng đá có một sợi chỉ đỏ nhỏ như sợi tóc diệp huyền nhìn đầu đá đây là a mục nói đại địa chi duệ đây là thứ sắc bé nhất trên mặt đất nhan thạch từ sâu trong lòng đất nóng chảy ngưng tụ mà thành mấy vạn năm mới có thể có một chút như vậy nói xong nàng nhìn diệp huyền rất quý giá diệp huyền sa mạc lời a mục đột nhiên lắc đầu dù ta có hai vật này ngươi cũng không thể dung hợp chúng vào kiếm của ngươi diệp huyền hơi khó hiểu vì sao a mục hơi bất đắc dĩ vì ngươi thiếu một thợ rèn thợ rèn có thể khống chế ba loại thần vật này diệp huyền ngẩn người sau đó vội vàng nói thợ rèn thì ta có a mục nhìn hắn ngươi có sao Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ta quen biết một thợ rèn. A Mục nói, thợ rèn bình thường thì không được, phải rất lợi hại. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, hắn ta rất lợi hại, hơn nữa còn cực kỳ lợi hại. A Mục hơi gật đầu, vậy đi gặp đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cõng A Mục biến mất tại chỗ. Ngay khi hắn muốn rời khỏi chiến trường cổ, Áp Ma Nhạn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Áp Ma Nhạn đánh giá Diệp Huyền một cái, muốn rời đi. Diệp Huyền gật đầu, ở đây liên lụy nhạn cô nương, trong lòng ta thật sự băn khoăn, cho nên quyết định rời đi. Áp Ma Nhạn nhìn hắn, tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Diệp Huyền, sa mạc lời. Áp Ma Nhạn đột nhiên nhìn A Mục, cô nương xưng hô như thế nào? A Mục cười nói, A Mục. Áp Ma Nhạn trầm mặc một lát, nói, nếu bây giờ cô nương có nhu cầu, có thể ở lại nơi này, ta có thể bảo vệ cô nương chu toàn. Diệp Huyền vội vàng nói, còn ta thì sao? Áp Ma Nhạn cười nói, ngươi lợi hại như vậy không cần người khác che chở. Miệng Diệp Huyền khẽ giật, nữ tử này. A Mục cười nói, ý tốt của cô nương, ta rất cảm kích. Có điều, hắn là vu thị của ta, hắn ở đâu thì ta ở đó. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, không nói gì. Ác Ma Nhạn khẽ gật đầu, hiểu rồi, hai người bảo trọng. Diệp Huyền nói, Nhạn cô nương, ngươi không giữ ta lại một chút sao? Ác Ma Nhạn nhìn hắn, nếu như giữ ngươi ở đây, ta dám cá, không bao lâu nữa chỗ ta sẽ biến mất khỏi thế gian này. Diệp Huyền hạn hán lời. Ác Ma Nhạn cười nói, tạm biệt. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Diệp Huyền lắc đầu, vô tình. Nói xong, hắn dẫn A Mục biến mất. Sau khi Diệp Huyền và A Mục biến mất, Áp Ma Nhạn đi tới thần linh tộc, nàng đi tới trước thần linh điện, nàng cười nói, Hư vô duy độ đã xuất hiện trên thế gian rồi. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt nàng, chính là thần đế. Thần đế nhìn xa xa, nhẹ giọng nói: thật ra chúng ta có thể tương trợ hắn. Áp ma nhạn lắc đầu, có lợi có hại, chúng ta có thể cho hắn ân tình, cho hắn một ít lợi ích, nhưng không cước tất cả lên hắn. Thần đế nhíu mày, vì sao? Áp ma nhạn nhẹ giọng nói: vì ta không xác định có phải thiên đạo đang tính kế chúng ta hay không. Thiên đạo, nghe được hai chữ này, sắc mặt thần đế trầm xuống. Hắn ta cực kỳ kiên kỵ sự tồn tại trong truyền thuyết đó. Nữ tử đó thực sự rất khủng khiếp lúc này Áp Ma Nhạn cười nói, còn nữa, một Thiên Long tộc nho nhỏ mà hắn cũng không thể giải quyết được vậy thì cũng quá vô dụng rồi. Thần Đế gật đầu, đúng vậy. Áp Ma Nhạn quay đầu nhìn chân trời, ngược lại Thiên Long tộc này lại có can đảm dám đi tìm tai tinh gây phiền toái. Nói xong, nàng lắc đầu cười, sau đó biến mất tại chỗ. Diệp Huyền dẫn A Mục vừa rời khỏi chiến trường cổ thì có mấy luồng khí tức cường đại đột nhiên đuổi theo phía sau hắn. Thiên Long tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, cầm đầu vẫn là Thiên Long lão giả. giờ phút này vết thương trên người lão giả này đã gần như khôi phục. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, tăng tốc độ. Hiện tại hắn phải mau chóng chạy tới Vĩnh Sinh chi địa, tìm lão thợ rèn. Ở phía sau Diệp Huyền, Thiên Long lão giả đột nhiên nói, người này nhất định đang tính đi đâu đó tìm kiếm người giúp đỡ, tăng tốc ngăn cản hắn. Nói xong, hắn ta đột nhiên gầm lên giận dữ, khôi phục bản thể, sau khi khôi phục bản thể, tốc độ của hắn ta tăng vọt. Mà xa xa, Diệp Huyền cũng dưới sự trợ giúp của A Mục mà tốc độ điên cuồng tăng vọt. Cứ như vậy, ước chừng nửa canh giờ sau, hắn đã đi tới Vĩnh Sinh chi địa, như hắn dự đoán, Vĩnh Sinh chi địa vẫn đóng cửa. Diệp Huyền vận dụng không gian đạo tắc, sau đó lợi dụng không gian tiến vào Vĩnh Sinh chi địa. Vừa tiến vào, dị thú kinh đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền cười nói, "Dị thú kinh cô nương, đã lâu không gặp." Dị thú kinh vừa định nói chuyện thì đột nhiên nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, ở phía chân trời xa xôi có mấy con thiên long khổng lồ lao đến. Lúc này, sắc mặt dị thú kinh lạnh xuống, nàng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười bảo, "Ta còn có việc, cáo tử." Nói xong, hắn biến mất tại chỗ. Dị thú kinh còn muốn nói gì, lúc này mấy thiên long đã xuất hiện trước mặt nàng lão giả thiên long cầm đầu nhìn dị thú kinh các hạ là gì của nhân loại đó dị thú kinh mặt không đổi sắc ta không là gì của hắn hết thiên long lão giả nói vậy mời các hạ giao hắn ra dị thú kinh lạnh lùng nói ngươi không tự đi bắt hắn được sao thiên long lão giả nhìn thoáng qua dị thú kinh vậy chúng ta tự đi bắt dị thú kinh đột nhiên nói không thể giao thủ ở bên trong nghe vậy sắc mặt thiên long lão giả nhất thời trở nên khó coi một luồng uy áp vô hình đột nhiên từ trong cơ thể hắn ta tràn ra thấy cảnh này ánh mắt dị thú kinh trong nháy mắt lạnh như băng nàng đột nhiên bước lên một bước một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện trên đỉnh thiên long lão giả cảm nhận được luồng sức mạnh này trong nháy mắt sắc mặt thiên long lão giả đại biến vì hắn ta cảm giác được nó có uy hiếp chí mạng đến mình thiên long lão giả dẫn theo mấy con thiên long liên tục lùi lại khi bọn họ nhìn dị thú kinh lần nữa trong mắt tràn ngập vẻ kiên kỵ dị thú kinh mặt không đổi sắc khi nàng được sáng tạo ra đối với loại dị thú có khắc chế nhất định đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vì thực lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục hiện tại nàng có thể tùy ý điều động toàn bộ sức mạnh trong dị thú kinh chỉ là mấy con thiên long khẳng định không phải đối thủ của nàng thiên long lão giả nhìn chằm chằm dị thú kinh rốt cuộc ngươi là ai từ sau khi ra khỏi hư vô duy độ hắn ta thật không ngờ những người mà mình gặp càng ngày càng biến thái cường giả thời đại này có nhiều như vậy sao dị thú kinh lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên long lão giả các ngươi muốn giết hắn sao thiên long lão giả gật đầu dị thú hỏi tại sao thiên long lão giả trầm giọng nói hắn đã giết rồng của thiên long tộc ta hơn nữa nói đến đây vẻ mặt hắn ta đột nhiên trở nên dữ tợn hơn nữa hắn còn hầm nó hầm rồng miệng của dị thú kinh khẽ giật tên này vậy mà còn chạy đi hầm rồng thiên long lão giả nhìn dị thú kinh các hạ đây là chuyện giữa chúng ta và hắn kính sinh các hạ chớ nhúng tay vào dị thú kinh mặt không đổi sắc ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi thiên long lão giả do dự một chút sau đó nói vậy dị thú kinh lạnh nhạt nói ta sẽ để hắn rời đi thiên long lão giả nhìn thoáng qua dị thú kinh nếu hắn không muốn rời đi thì sao dị thú kinh nói ta sẽ không xen vào chuyện của các ngươi ta đợi lát nữa sẽ để hắn rời đi sau khi hắn rời đi ta không hy vọng các ngươi bước vào địa bàn của ta nói xong nàng xoay người rời đi sắc mặt thiên long lão giả hơi khó coi hắn ta một đường truy sát một thiếu niên nhân loại vậy mà giữa đường còn xảy ra bất ngờ hơn nữa còn không thành công cứ kéo dài như vậy sợ là không ổn thiên long lão giả cau mày không biết đang nghĩ gì diệp huyền dẫn a mục đi tới chỗ ở của lão thợ rèn lão thợ rèn vẫn còn đó thấy lão thợ rèn diệp huyền vội vàng chạy tới xin chào tiền bối lão thợ rèn nhìn a mục sau đó nói ngươi lại dẫn theo một nữ tử tới diệp huyền sa mạc lời a mục chớp mắt sau đó nhìn diệp huyền lão thợ rèn đột nhiên nói tới tìm ta có việc sao diệp huyền vội vàng gật đầu hắn đưa thiên chu kiếm cho lão thợ rèn sau đó nhìn a mục a mục nhìn diệp huyền bên người ngươi có rất nhiều nữ nhân sao diệp huyền ngạc nhiên hắn thật không ngờ a mục đột nhiên hỏi vấn đề này hắn đang định nói chuyện thì a mục cười nói ta chỉ hỏi một chút thôi nói xong nàng lấy thiên đạo chi phong cùng đại địa chi dễ ra sau đó đặt ở trước mặt lão thợ rèn thấy mấy thứ này mắt lão nhân thợ rèn hiện lên chút khiếp sợ đồ tốt diệp huyền hỏi tiền bối phải mất bao lâu để dung hợp chúng lão thợ rèn nói hai ngày Diệp Huyền khẽ đáp lễ, cảm ơn. Lão thợ rèn thu hồi ba thứ và quay lại đi vào nhà tranh của mình. Lúc này, dị thú kinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, rời khỏi nơi này. Diệp Huyền chớp mắt, ngươi nói gì, ta nghe không hiểu. Dị thú kinh, sa mạc lời. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyền, ngươi đừng giả ngu với ta. Diệp Huyền cười bảo, dị thú kinh cô nương, ta có thể ở chỗ này vài ngày hay không? Dị thú kinh mặt không đổi sắc, không thể. Diệp Huyền nói, chỉ có ba ngày. Dị thú kinh nói, không thể. Thật vô tình, miệng diệp huyền khẽ giật nữ tử này cũng quá vô tình rồi đó dị thú kinh nhìn chằm chằm vào hắn diệp huyền nơi này của ta không phải nơi trú ẩn của ngươi lòng bàn tay diệp huyền mở ra 30 sợi tử khí xuất hiện trong tay hắn hắn đưa tử khí cho dị thú kinh dị thú kinh nhìn diệp huyền khinh thường ngươi nghĩ ta tham lam như nhân loại các ngươi sao diệp huyền lại lấy thêm 20 sợi tử khí nữa dị thú kinh đột nhiên nắm lấy 50 sợi tử khí sau đó nói ba ngày sau tất phải rời đi nói xong nàng xoay người biến mất lúc này a mục bên cạnh đột nhiên nói tử khí của ngươi rất không tầm thường Diệp Huyền nhìn A Mục, ngươi muốn không? A Mục lắc đầu, ta không cần tử khí. Diệp Huyền gật đầu, nhìn cửa hàng nhỏ, hiện tại hắn hy vọng lão nhân thợ rèn nhanh chóng nâng cấp thiên chu kiếm lên. Mấy thiên long kia thật sự là quá kiêu ngạo. A Mục nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, cô nương vừa rồi là một kỳ vật, nếu ngươi có thể thu phục nàng ta, đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Thu phục dị thú kinh. Diệp Huyền lắc đầu cười, nữ tử này không hợp với ta, ta vẫn không nên đánh chú ý với nàng ta. Nói xong, hắn nhìn A Mục, A Mục cô nương, ta vẫn không rõ cường giả vu tộc ngươi còn chưa tỉnh lại vì sao ngươi lại tỉnh lại thế a mục chớp chớp mắt tất cả tương ngộ đều là tương phùng của số mệnh duyên cũng vậy diệp huyền trầm giọng nói ngươi nói ngươi và ta gặp nhau là duyên a mục gật đầu ta vẫn luôn ngủ say nhưng lúc ngươi vừa đến thì ta cũng tỉnh lại đây nhất định là duyên phận diệp huyền hỏi ngươi chọn ta làm vu thị cũng là vì vậy sao a mục im lặng diệp huyền cười nói a mục cô nương ta tin tưởng duyên phận mà ngươi nói nhưng ta cũng tin không phải tất cả cuộc gặp gỡ đều là duyên phận ngươi gặp ta sau đó chọn ta làm vu thị ta cảm thấy tất cả đều giống như có bàn tay con người tạo ra a mục nhìn diệp huyền ngươi cảm thấy ta đang tính kế ngươi chuyện gì đó sao diệp huyền lắc đầu ta không có gì đáng để tính kế ta chỉ hơi không rõ nên hỏi một chút không có ý gì khác a mục nhìn hắn ngươi hẳn là biết thân phận của mình không đơn giản chứ diệp huyền gật đầu ta biết phía sau ta có một vị nữ tử váy trắng nàng ta rất cường đại ta không biết nàng ta mạnh đến mức nào dù sao chính là rất cường đại mà ta cũng không biết nàng ta che chở ta như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì ngoài nàng ta ra ta đã nhận được kho báu của tiên tri họ nói rằng vị tiên tri đó đã chọn ta còn có kiếm tông đệ nhất thế lực ta không hiểu sao lại biến thành thiếu chủ của kiếm tông nói xong hắn nhìn a mục khiến cho ta cảm thấy khó hiểu là huyết mạch của ta huyết mạch của ta rất cường đại chỉ đứng sau phàm nhân huyết mạch trong truyền thuyết mà ta cũng không biết vì sao huyết mạch của ta lại cường đại như vậy vì ta không biết cha ta nhưng nghe họ nói cha ta chắc chắn không phải là người bình thường a mục khẽ cười nói ngươi rất hoang mang sao diệp huyền gật đầu có một chút a mục đi tới trước mặt hắn nàng khẽ cười cứ sống theo lòng mình đi về những chuyện khác có một số việc là trời định có một số việc là người định bất kể là như thế nào đều không phải là chuyện chúng ta có thể thay đổi cũng không cần thay đổi vì vậy tất cả những gì chúng ta có thể làm là làm tốt bản thân sống theo lòng mình diệp huyền trầm mặc a mục lại nói cũng giống như ngươi và ta chúng ta gặp nhau chắc chắn không phải vì ngẫu nhiên ta gặp ngươi sau đó chọn ngươi làm vu thị có rất nhiều nguyên nhân mà mỗi người làm bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân nhưng chúng ta không cần phải truy cứu từng nguyên nhân vì có nhiều khi càng biết bản thân sẽ càng không thoải mái đối với ta và ngươi ngươi có thể hiểu như vậy bây giờ ngươi cần ta sau này ta cần ngươi vậy là được rồi diệp huyền trầm mặc nhân quả đã có người nói với hắn từ rất lâu trên người hắn có nhân quả rất lớn mà hắn thật sự hoàn toàn không biết gì về cái gọi là nhân quả này cả cũng giống như nữ tử váy trắng vì sao nàng lại che chở mình như vậy còn nữa người cha thần bí của mình là ai một lát sau diệp huyền lắc đầu cười như a mục nói mình nghĩ nhiều như vậy làm gì dù sao có lợi ích thì vớt có hại thì chạy nghĩ đến đây hắn tâm niệm thông suốt toàn thân sảng khoái đúng lúc này trong cửa hàng nhỏ đột nhiên vang lên một tiếng kiếm nhỏ diệp huyền và a mục nhìn căn nhà tranh hắn nhẹ giọng nói thành công chưa a mục lắc đầu hẳn là còn cần một chút thời gian ba món đều là thần vật muốn dung hợp không phải chuyện khó bình thường diệp huyền hơi gật đầu sau đó hỏi nếu dung hợp thành công thật sự có thể phá được phòng ngự của thiên long sao a mục gật đầu khẳng định có thể diệp huyền gật đầu chỉ cần có thể phá phòng ngự thiên long là được rồi nhục thân hiện tại của hắn không kém thiên long nếu cộng thêm bất tử chi thân thân thể hiện tại của hắn chính là vô địch nhưng mà hắn thiếu sức mạnh và thủ đoạn đánh chết vì nhục thân người ta cũng cường đại thời gian từng chút một trôi qua mà thiên long lão giả bên ngoài vĩnh hằng chi địa lại hơi không kiên nhẫn khi dị thú kinh bọn họ phải chờ ba ngày thiên long lão giả thiếu chút nữa là phát điên lại thêm ba ngày nữa hắn ta thật sự muốn hủy diệt thế giới có điều e ngại dị thú kinh cường đại nên hắn ta không thể không chờ ba ngày ba ngày thiên long lão giả nhắm hai mắt lại từng luồng long uy không ngừng chấn động trong cơ thể hắn ta ba ngày qua mau ngày thứ ba lão thợ rèn đột nhiên từ trong nhà tranh đi ra thấy cảnh này diệp huyền vội vàng nên đón tiền bối lão thợ rèn nói vào với ta nói xong hắn ta dẫn diệp huyền đi vào a mục bên cạnh cũng vội vàng đi theo sau khi tiến vào nhà tranh diệp huyền phát hiện trong nhà tranh chỉ có một cái lò sắt thật lớn còn lại cũng không có gì cả lão thợ rèn nhìn diệp huyền nhỏ một giọt máu vào diệp huyền gật đầu hắn chích huyết một chút một giọt máu bay vào trong lò sắt ầm ầm giọt máu vừa rơi vào lò sắt toàn bộ lò sắt dung chuyển dữ dội một thanh kiếm cường đại từ trong lò sắt phóng lên trời ngay sau đó một thanh kiếm bay ra từ lò thiên chu kiếm tay phải diệp huyền mở ra thanh thiên chu kiếm vững vàng rơi vào trong tay hắn lúc này bộ dáng tổng thể của thiên chu kiếm vẫn không thay đổi nhưng trên lưỡi kiếm hai bên có thêm hai luồng sáng trắng rất nhỏ không thể dò được mà trên mũi kiếm có một đường màu đỏ mảnh như sợi tóc thiên đạo chi phong đại địa chi duệ lão thợ rèn đột nhiên nói kiếm này rất khó lường hiện tại so với trước nó đã sắc bén hơn ít nhất gấp 10 lần diệp huyền do dự một chút sau đó lấy trúc long giáp ra hắn dùng thiên chu kiếm nhẹ nhàng cứa lên trúc long giáp xoẹt trúc long giáp nứt ra tựa như giấy thấy cảnh này diệp huyền ngây dại bén vậy sao không thể không nói giờ phút này trong lòng hắn vẫn hơi khiếp sợ không đúng là chấn động sự khủng bố của trúc long giáp hắn biết nhưng hắn thật không ngờ kiếm này lại có thể dễ dàng rạch ra phải biết rằng lúc trước thiên chu kiếm chỉ có thể để lại một dấu vết nông trên trúc long giáp mà thôi lão thợ rèn đột nhiên nói thanh kiếm sắc bé này thế gian hiếm thấy a mục đột nhiên nói nếu thêm một thứ vậy thì càng lợi hại hơn lão giả thợ rèn cùng diệp huyền nhìn a mục a mục cười nói theo ta được biết sắc bé nhất trên đời này ngoại trừ thiên đạo nhẫn ra còn có một vật gọi là phá diệp huyền khẽ nhíu mày phá a mục gật đầu vật này là thiên địch của tu luyện nhục thân năm đó vật này cũng ở trong tay thiên đạo sau đó nàng ta tặng cho ai đó sau đó cũng không biết diệp huyền nói ta có thể đi tìm tiểu đạo cô nương hỏi một chút nếu nhân đó có rất nhiều bảo vật đối với chuyện thế gian này càng hiểu rõ như lòng bàn tay đi hỏi nàng chắc chắn không sai lúc này a mục đột nhiên nói ngươi có thể đi tìm chân phượng kia diệp huyền nhìn a mục chân phượng a mục gật đầu nhục thân hiện tại của ngươi đã đạt tới cực hạn muốn tăng lên nữa cũng chỉ có thể có thể niết bàn trọng sinh nếu như ngươi có thể đạt tới cảnh giới bất diệt cho dù là độc cước nữ tử và ác ma nhạn muốn giết ngươi ngươi cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình diệp huyền trầm giọng nói nhục thân của bát bộ thiên long của long tộc mạnh bao nhiêu a mục nói cũng là cảnh giới bất diệt kim thân có điều không phải bất diệt kim thân bình thường nếu như ngươi đạt tới bất diệt kim thân ngoại trừ bát bộ thiên long ra không có một phòng ngự của thiên long nào có thể vượt qua ngươi diệp huyền lại hỏi bát bộ thiên long có nhiều không a mục lắc đầu thiên long tộc có một bát bộ thiên long nói xong nàng nhìn diệp huyền không được nếu ngươi đi tìm chân phượng đó có thể sẽ đắc tội với thiên đạo thiên đạo diệp huyền do dự sau đó nói nàng ta sẽ không quá tức giận chứ a mục nói nàng ta rất nhỏ mọn lại còn thù dai diệp huyền sa mạc lời lúc này dị thú kinh đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp huyền diệp huyền vội vàng thu thiên chu kiếm lại dị thú kinh nhìn hắn ngươi giấu cái gì vậy diệp huyền lắc đầu không giấu gì cả dị thú kinh nhìn diệp huyền một lát rồi nói ngươi nên rời đi diệp huyền gật đầu ta biết hắn xoay người nhìn lão thợ rèn cung kính hành lễ tiền bối ta phải đi rồi lão thợ rèn gật đầu đi đi diệp huyền gật đầu sau đó hắn dẫn theo a mục rời đi dị thú kinh nhìn thoáng qua diệp huyền biến mất từ xa không nói gì lão thợ rèn đột nhiên xoay người rời đi lúc này dị thú kinh nói các hạ Lão thợ rèn nhìn Dị Thú Kinh, Dị Thú Kinh trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Lão thợ rèn cười nói, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Dị Thú Kinh trầm mặc. Lão thợ rèn mỉm cười, tiểu cô nương, ngươi so với chủ nhân của ngươi vẫn còn non lắm, ngươi có biết tại sao hắn ta để ta ở lại đây không? Vì hắn ta không thể đánh bại ta, ha ha. Nói xong, hắn ta xoay người đi vào trong nhà tranh. Dị Thú Kinh trầm mặc không nói, nàng không dám động thủ vì trực giác nói cho nàng biết, nếu nàng động thủ chắc chắn sẽ chết. Đầu tiên là Ala, giờ là lão thợ rèn này dị thú kinh lắc đầu trong lòng dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ diệp huyền mang theo a mục vừa rời khỏi vĩnh sinh chi địa đã gặp thiên long lão giả hắn đang muốn nói chuyện thì thiên long lão giả đột nhiên nói nhân loại nếu ngươi không chạy ta cùng ngươi một đấu một ngươi và ta một đấu một công bằng diệp huyền sa mạc lời một đấu một sở dĩ thiên long lão giả lựa chọn một đấu một với diệp huyền là vì hắn ta thật sự không muốn để đối phương chạy trốn nữa tên này rất giỏi chạy mà khi nghe được lời của thiên long lão giả diệp huyền hơi kinh ngạc Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng trong lòng bị đánh hội đồng nhưng thật không ngờ, Thiên Long lão giả này lại kêu hắn một đấu một. Kinh hỉ bất ngờ. Diệp Huyền nhìn Thiên Long lão giả, ngươi xác định sẽ không đánh hội đồng. Thiên Long lão giả nhìn hắn, chỉ cần ngươi không chạy, chúng ta sẽ không đánh hội đồng. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì một đấu một đi. Nói xong, hắn lấy kiếm của mình ra, không phải Thiên Chu kiếm mà là một thanh kiếm bình thường. Thiên Long lão giả quay đầu nhìn mấy con rồng phía sau, các ngươi lui ra sau. Mấy Thiên Long lập tức lui tới mấy trăm trượng. Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói: các hạ ra tay đi tay phải thiên long lão giả đột nhiên siết chặt ngay sau đó hắn ta biến mất tại chỗ xa xa diệp huyền híp mắt lại tung một quyền tới một quyền này của hắn đánh vào trước ngực thiên long lão giả mà nắm đấm của thiên long lão giả cũng đánh vào trước ngực hắn một người một rồng đều không lựa chọn phòng ngự ầm ầm hai người cùng lúc bạo lui vừa lui ước chừng xa mấy trăm trượng diệp huyền vừa dừng lại xa xa thiên long lão giả đột nhiên lao ra mà trong nháy mắt hắn lao ra diệp huyền cũng theo đó biến mất tại chỗ giữa sân diệp huyền và thiên long lão giả vật lộn một người một rồng đều lựa chọn đón đỡ không có bất kỳ kỹ xảo nào giờ phút này diệp huyền hơi hưng phấn vì hắn phát hiện nhục thân và sức mạnh của mình không hề kém thiên long lão giả mà thiên long lão giả thì càng đánh càng kinh hãi vì hắn ta phát hiện nhục thân và sức mạnh của nhân loại trước mắt này cũng không yếu hơn hắn ta một chút nào đây là quái thai gì vậy hắn ta chính là thiên long tộc đánh mãi đánh mãi thiên long lão giả biết cứ đánh tiếp như vậy cũng không biết đến bao giờ mới kết thúc vì ai cũng không làm gì được ai dường như nghĩ đến gì đó hắn ta đột nhiên vọt tới trước mặt diệp huyền đánh một quyền vào đầu diệp huyền cùng lúc đó hắn ta giống giận ra tay đi giọng hắn ta vừa dứt thiên long phía sau đột nhiên ra tay hiển nhiên hắn ta muốn đánh hội đồng để giải quyết diệp huyền mà quyền thế của hắn ta đã bao phủ diệp huyền diệp huyền căn bản không thể chạy trốn nhưng mà hắn cũng không có ý chạy trốn trong nháy mắt thiên long lão giả hô ra tay trong tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm thiên chu kiếm thiên long lão giả còn chưa kịp phản ứng thì diệp huyền đã chém mạnh một kiếm từ trên xuống dưới giữa sân đột nhiên im lặng thiên long lão giả hơi sững sờ nhìn diệp huyền làm sao có thể giọng hắn ta vừa dứt giữa lông mày hắn ta đột nhiên nứt ra ngay sau đó cả người bị chia làm hai máu bắn tung tóe một kiếm phân thây mà linh hồn của thiên long lão giả lập tức rời khỏi nhục thân muốn chạy trốn nhưng một thanh kiếm đột nhiên chui vào từ đỉnh đầu linh hồn của hắn ta chấn hồn kiếm ầm ầm trong nháy mắt linh hồn thiên long lão giả bị hấp thu sạch sẽ mà mấy con thiên long vừa muốn xông qua ngây dại bọn họ thật không ngờ thiên long lão giả lại bị miều sát mà đúng lúc này diệp huyền ở xa xa đột nhiên biến mất tại chỗ xoẹt trong đó có một con thiên long bị hắn phân thây mấy thiên long còn lại thay đổi sắc mặt nhao nhao chạy trốn mà lúc này diệp huyền đột nhiên biến mất một lát sau mấy thiên long trong sân bị diệp huyền đổ sát sạch sẽ trên không trung hắn nhìn thiên chu kiếm trong tay trong lòng vô cùng chấn động thanh kiếm này thật khủng khiếp mấy con rồng này giòn hơn giấy khi trước mặt hắn đúng lúc này a mục đột nhiên đi tới trước mặt hắn nàng nhìn thoáng qua thi thể của thiên long khắp bốn phía đều giết cả rồi diệp huyền nhìn a mục ta giết chúng nó thiên long tộc sẽ có nhiều thiên long xuất hiện hơn sau đó bọn họ sẽ tiếp tục nhắm vào ta đúng không a mục nhìn diệp huyền cực kỳ nghiêm túc gật đầu bọn họ sẽ có thiên long cường đại hơn tới tìm ngươi diệp huyền lắc đầu vòng luẩn quẩn a mục đang định nói chuyện đúng lúc này chân trời xa xôi đột nhiên chấn động mí mắt diệp huyền nhảy lên hắn thu hồi thiên chu kiếm sau đó nói không phải tới rồi đấy chứ a mục nhìn chân trời nhẹ giọng nói đây là bí pháp truy hồn thuật của thiên long tộc nếu long tộc ở bên ngoài xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thiên long tộc có thể dùng bí pháp này truy tung nơi bọn họ chết diệp huyền nói chúng ta đi a mục lắc đầu nhìn trước đi diệp huyền đang muốn nói chuyện đúng lúc này chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một hư ảnh thiên long khổng lồ trong nháy mắt khi hư ảnh thiên long xuất hiện diệp huyền cảm nhận được một áp lực vô hình rất mạnh vẻ mặt hắn trở nên nặng nề phía chân trời ánh mắt hư ảnh thiên long rơi vào trên người diệp huyền là ngươi giết diệp huyền gật đầu là ta giết hư ảnh thiên long đột nhiên giận dữ nói thật to gan diệp huyền nhìn hư ảnh thiên long cười nói chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ giết ta lão tử nói cho ngươi biết ta to gan đấy thì sao hư ảnh thiên long nhìn chằm chằm vào hắn ngươi sẽ chết không có chỗ chôn diệp huyền cười lạnh một tiếng nhìn thoáng qua thi thể thiên long đầy đất sau đó nói nhìn đi lão tử biểu diễn cho ngươi xem một cái nồi sắt hầm rồng lớn nói xong hắn lôi nồi lớn ra sau đó đốt lửa hầm a mục chớp mắt thật sự muốn hầm sao người ta vẫn còn ở đó diệp huyền nói hầm nói xong hắn bắt đầu hầm thấy diệp huyền hầm rồng hư ảnh thiên long ở chân trời cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy diệp huyền cũng không để ý tới đối phương chỉ chốc lát sau bên trong nồi sắt bốc lên mùi thịt mà lúc này hư ảnh thiên long đột nhiên biến ảo có điều ánh mắt của hắn ta vẫn luôn ở trên người Diệp Huyền. Một lát sau, hư ảnh Thiên Long biến mất. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đang cố ý chọc giận hắn ta sao? Diệp Huyền nói, thật ra ta muốn làm hắn ta tức chết. A Mục chớp mắt, chắc chắn hắn ta rất tức giận nhưng sẽ không bị tức chết. Diệp Huyền nhún vai, dù thế nào đi nữa, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? A Mục gật đầu, nàng gắp một miếng thịt rồng cho vào miệng, sau đó nói, bây giờ ngươi có kế hoạch gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, chỉ một thanh Thiên Chu kiếm còn chưa đủ để ta đối kháng với toàn bộ Thiên Long tộc, ta phải tăng lên cảnh giới và nhục thân của mình. Nói xong, hắn nhìn A Mục. A Mục lại gấp một miếng thịt rồng vào miệng, sau đó nói, cảnh giới mà nói, ngươi nhất định phải mượn phần mộ hoặc là luân hồi tỉnh, bằng không ngươi không có cách nào nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh, mà bây giờ chúng ta khẳng định không thể đi vào tìm phần mộ hoặc là luân hồi tỉnh đó, vì vậy chúng ta chỉ có thể chọn nâng cao nhục thân. Diệp Huyền gấp một miếng xương rồng gặm gặm, cho nên chúng ta cũng phải đi tìm chân phượng đó A Mục gật đầu, đúng vậy, ta phải nhắc nhở ngươi chúng ta nhất định phải nhanh vì thiên long tộc chắc chắn sẽ đuổi theo ngươi nếu như là thiên long bình thường khẳng định không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi giết một tứ văn thiên long bọn họ nhất định sẽ phái thiên long cường đại hơn tới tìm ngươi theo ta tính toán nếu như đối phương phái thiên long dưới thất văn đến tìm ngươi đối với ngươi uy hiếp cũng không lớn nhưng nếu phái ra một thất văn thiên long vậy ngươi sẽ gặp phiền toái diệp huyền nhíu mày thất văn thiên long a mục gật đầu rất mạnh tuy kiếm của ngươi có thể đả thương thiên long cấp bậc này nhưng mà thực lực của đối phương vượt xa ngươi chỉ cần đối phương không ngu xuẩn đến mức dùng đầu đỡ kiếm của ngươi thì ngươi không có phần thắng diệp huyền gật đầu hiểu rồi chúng ta đi thiên đạo tinh vực a mục nhìn hắn ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút thiên đạo không dễ chọc ngươi đi tìm chân phượng cuối cùng cũng có nghĩa là ngươi có thể đắc tội với nàng ta ngươi có sợ không thiên đạo diệp huyền suy nghĩ một lát sau đó nói nàng ta không nhỏ mọn như vậy chứ a mục nghiêm túc nói thiên đạo rất nhỏ mọn vì vậy ngươi phải suy nghĩ rõ ràng diệp huyền trầm mặc một lát nói đi a mục hơi gật đầu đi ta sẽ đi với ngươi Nói xong, nàng nhìn nồi thịt rồng trước mặt, ăn xong đã. Diệp Huyền gật đầu, được. Rất nhanh, hai người bắt đầu điên cuồng càn quét thịt rồng trong nồi lớn. Hơn nửa canh giờ sau, hai người đã ăn sạch sẽ nồi thịt rồng. A Mục liếm môi, sau đó hơi say mê, thịt thiên long này quả thật là mỹ vị, thật ra muốn nói đến mỹ vị, còn có một loại thịt còn ngon hơn thịt thiên long. Diệp Huyền vội vàng hỏi, thịt gì vậy? A Mục nói, thượng cổ kỳ lân, loại thịt thần thú này càng ngon hơn. Thượng cổ kỳ lân? Diệp Huyền chớp mắt, ngươi đã từng ăn chưa? a mục cười khà khà mà không nói lời nào diệp huyền lại hỏi thượng cổ kỳ lân có mạnh hay không nụ cười trên mặt a mục đột nhiên biến mất rất mạnh đó là thần thú trí cao cùng thời đại với thiên đạo rất lợi hại diệp huyền gật đầu vậy chúng ta vẫn không nên đánh chú ý với nó nữa đi chúng ta đi thiên đạo tinh vực a mục gật đầu được rất nhanh diệp huyền cõng a mục biến mất ở giữa sân mà trong hư vô xa xa một luồng long uy cường đại đột nhiên phóng lên trời sau một khắc long uy đã rời khỏi vô biên địa hạ thành trong nghĩa địa thủ mộ lão nhân đan quét rác đột nhiên ngừng lại hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua lắc đầu thở dài thật đúng là một người biết gây chuyện nói xong hắn ta nhìn mộ địa giờ phút này có một số mộ đã trống rỗng một lát sau thủ mộ lão nhân nhẹ giọng nói xem ra nhiệm vụ của ta cũng sắp hoàn thành nói xong hắn ta tiếp tục quét rác diệp huyền dẫn a mục đi tới thiên đạo tinh vực trên đường đi hắn đột nhiên nói a mục cô nương chân phượng bị nhốt có dễ giao tiếp không a mục nói không biết có điều ta cảm thấy không dễ giao tiếp ngươi ngẫm lại mà xem nàng ta bị nhốt lâu như vậy khẳng định đã không bình thường nếu gặp phải thì phải cẩn thận diệp huyền nói thiên đạo nhốt người ta lâu như vậy có phải hơi a mục vội vàng nói đừng nói xấu thiên đạo diệp huyền nhìn a mục a mục nghiêm túc nói chúng ta không nên đắc tội với nàng ta diệp huyền gật đầu sau đó tăng tốc độ chỉ chốc lát sau hắn đã đi tới một mảng tinh không trong tinh không hắn thấy một tinh cầu màu đỏ rực tựa như mặt trời trói trang a mục nhìn tinh cầu màu đỏ lửa ánh mắt lộ vẻ phức tạp nhẹ giọng nói làm người ấy hả bất cứ lúc nào cũng phải khiêm tốn một chút không thể có chút bản lĩnh là đã mặc sức kiêu ngạo chân phượng sơn nhìn tinh cầu màu đỏ rực phía dưới diệp huyền hơi cảm khái a mục đột nhiên cười nói thấy tội nghiệp chân phượng nhất tộc sao diệp huyền lắc đầu không phải thế chỉ là cảm giác sống ở thế đạo này thật không dễ dàng a mục gật đầu đúng thế diệp huyền cười nói không nghĩ tới những thứ này nữa chúng ta xuống đi nói xong hắn dẫn a mục tiến vào tinh cầu màu đỏ lửa vừa tiến vào diệp huyền đã cảm thấy nóng rát càng đi vào cảm giác bỏng rát càng mạnh mẽ hắn quay đầu nhìn a mục hình như ngươi không sao a mục gật đầu ta vẫn có một chút năng lực tự bảo vệ mình nói xong miệng nàng bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó rất nhanh trên người diệp huyền đã có thêm một luồng hào quang màu xanh biếc hào quang này xuất hiện chung quanh hắn đã có một chiếc lồng bảo vệ cảm giác nóng nhất thời biến mất diệp huyền hơi kinh ngạc a mục đây là thần thông gì a mục cười nói chỉ là một cái lồng bảo hộ đơn giản diệp huyền nhìn thoáng qua a mục ngươi biết rất nhiều nói xong hắn tăng tốc độ rất nhanh hắn đi tới chân phượng sơn trong truyền thuyết mà giờ phút này chân phượng sơn đã là một biển lửa diệp huyền nhìn thoáng qua bốn phía vậy chân phượng ở nơi nào A Mục đánh giá bốn phía, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải là đã chết rồi chứ? A Mục lắc đầu, hẳn là không thể, trừ phi thiên đạo ra tay lần nữa, bằng không hỏa diễm này sẽ không thiêu chết nàng ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn chân Phượng Sơn xa xa, chân Phượng tiền bối có ở đây không? Không có tiếng đáp lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, A Mục trầm ngâm một lát sau đó nói, hẳn là không muốn đi ra. Diệp Huyền nhíu mày, vậy làm thế nào? A Mục nhìn Diệp Huyền, lừa nàng ta đi ra. Diệp Huyền chớp mắt, làm sao lừa? A Mục nói, ngươi xem sao rồi lừa diệp huyền suy nghĩ một lát sau đó nhìn chân phượng sơn tiền bối vị bên cạnh ta là đại tế ti của vu tộc tiền bối biết vu tộc không vẫn không có phản hồi diệp huyền trầm mặc một lát sau đó nói tiền bối chúng ta tới cứu ngươi a mục nhìn diệp huyền diệp huyền cười khẽ chúng ta muốn từ đạt được lợi ích chỗ người ta thì nhất định phải trả giá gì đó trước ngươi nói xem a mục gật đầu ngươi nói không sai nhưng mà thiên đạo nói xong nàng nhìn diệp huyền ngươi không sợ thiên đạo sao diệp huyền suy nghĩ một lát rồi nói tiểu đạo rất quen thiên đạo ta và tiểu đạo là bằng hữu cho nên theo lý mà nói ta và thiên đạo coi như là bằng hữu ta tin nàng ta sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà mà tức giận với bằng hữu a mục chớp chớp mắt có thể hiểu như vậy sao diệp huyền đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này ngọn núi lửa xa xa đột nhiên bộc phát ra một ngọn lửa ngay sau đó một nữ tử mặc váy đỏ đi ra nữ tử mặc một bộ váy dài màu đỏ rực giống như ngọn lửa cực kỳ diễm lệ tóc nàng rất dài dài đến hông giống như a mục mà hai cổ tay và cổ chân của nàng bị trói bởi bốn sợi xích sắt màu đen đậm nhan sắc nữ tử khuynh quốc khuynh thành thế gian hiếm có chân phượng chân phượng cuối cùng trên thế gian a mục đột nhiên nói cẩn thận lúc trước nữ nhân này đã vượt qua cực hạn thực lực cường đại trước nay chưa từng có tuy hiện tại nàng ta đã bị giam cầm nhưng chắc chắn cũng không phải là người ngươi có thể đối kháng diệp huyền quay đầu nhìn a mục a mục lời này có thể dùng huyền khí truyền âm hay không ngươi nói trắng ra như vậy có hơi xấu hổ a mục không dùng huyền khí truyền âm nói cách khác chân phượng cũng nghe rõ ràng a mục cười bảo quên diệp huyền lắc đầu a mục này quá vô tri đúng lúc này chân phượng đi tới trước mặt hai người bọn họ mắt rơi trên người A Mục Vu Tộc Đại Tế Ti A Mục hơi gật đầu chào các hạ Trân Phượng mặt không đổi sắc hắn là Vu Thị của ngươi sao A Mục gật đầu đúng vậy Vu Thị của ta Trân Phượng quay đầu nhìn Diệp Huyền Diệp Huyền cũng vội vàng nói xin chào tiền bối Trân Phượng nhìn hắn thực lực rất yếu phúc phận lại rất lớn thân phận không đơn giản nói xong nàng nhìn A Mục khó trách ngươi chọn hắn thứ ngươi nhìn chúng không phải là người của hắn mà là phần phúc phận trên người hắn A Mục lắc đầu thật ra tính cách hắn cũng không tệ lắm A à, chân Phượng nhìn A Mục đại tế ti và thần sư của thiên tộc các ngươi đều là một bọn dối trá giống như thiên đạo vậy a mục cười nói người sống một đời ai lại không có ngàn khuôn mặt chân phượng nhìn diệp huyền có biết vì sao nàng ta đi theo ngươi không diệp huyền lắc đầu thật sự không biết chân phượng nói nàng ta đang mưu tính diệp huyền cười nói chân phượng tiền bối ngươi nói với ta chuyện này làm gì chân phượng nhìn hắn ngươi không có ý nghĩ gì khác sao diệp huyền khẽ cười nói ta chỉ biết từ khi ta quen a mục cô nương tới nay người đạt được lợi ích nhiều nhất là ta về phần ngày sau nếu ta có gì có thể trợ giúp a mục cô nương thì nhất định sẽ tận lực tương trợ a mục nhìn diệp huyền cảm ơn chân phượng nhìn diệp huyền tâm tính của ngươi thật tốt diệp huyền cười nói chân phượng tiền bối lần này tới là muốn tìm tiền bối giúp một việc chân phượng nhìn thẳng hắn ngươi có thể cho ta cái gì diệp huyền trầm giọng nói chân phượng cô nương cần ta giúp gì chân phượng hai tay nhẹ nhàng giơ lên xích sắt vang lên ta muốn tự do diệp huyền quay đầu nhìn a mục a mục đi tới trước mặt chân phượng nàng đánh giá xích sắt một cái sau đó nhìn diệp huyền kiếm của ngươi vẫn chưa đủ để chặt đứt sợi xích này diệp huyền nhíu mày kiếm của ta cũng không được sao a mục gật đầu vẫn chưa được diệp huyền hỏi vậy ngươi có biện pháp gì không a mục nói không phải kiếm của ngươi không được mà là thực lực của ngươi không đủ ngươi cần tăng lên thực lực một chút mới có thể chặt đứt xích sắt này nghe vậy diệp huyền hiểu được ý của a mục không phải thiên chu kiếm chém xích sắt không được mà là a mục sợ chân phượng đổi ý nếu hắn cứu đối phương xong đối phương lại không đồng ý trợ giúp hắn khi đó hắn đi tìm ai nói lý đây dĩ nhiên chân phượng cũng hiểu được điểm này nàng nhìn diệp huyền ngươi muốn ta làm gì diệp huyền trầm giọng nói giúp ta nâng cao nhục thân chân phượng đánh giá hắn một cái một lát sau nàng lạnh nhạt nói bán bộ bất diệt kim thân ngươi muốn đạt tới kim thân bất diệt chân chính diệp huyền gật đầu đúng vậy chân phượng nhìn hắn ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể tin ngươi a mục đột nhiên nói lửa ngươi dùng lửa của chân phượng nhất tộc thiêu hắn để hắn nếp bàn trọng sinh diệp huyền vội vàng gật đầu đúng chân phượng lắc đầu xoay người rời đi a mục và diệp huyền đều sửng sốt Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, không được sao. Chân Phượng xoay người nhìn A Mục, hắn không biết thì thôi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết. A Mục chớp chớp mắt, biết cái gì chứ. Chân Phượng nhìn A Mục, hỏa diễm của ta, thân thể phàm nhân há có thể chấp nhận được. Nếu ta thiêu đốt hắn, hắn không phải nết bàn trọng sinh mà là nết bàn luân hồi đấy. Diệp Huyền nhìn A Mục, thật sao? A Mục chớp mắt, sau đó nói, hình như vậy. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nữ tử này vô tri kinh khủng. Đúng lúc này, A Mục lại nói, có điều, nhục thân của ngươi hẳn là có thể chịu đựng được. Diệp Huyền vội vàng hỏi, nói thế nào? Chân Phượng cũng nhìn A Mục, A Mục nhẹ giọng nói, huyết mạch của ngươi, huyết mạch chi lực của ngươi có thể ngăn cản được hỏa diễm của nàng ta. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền sửng sốt. Đúng lúc này, Chân Phượng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, mày nàng hơi nhíu lại, huyết mạch chi lực của ngươi vẫn có chút thú vị. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, có thể ngăn cản ngọn lửa của ngươi không? Chân Phượng nhìn hắn, không biết, không biết, Diệp Huyền, sa mạc lời. A Mục bên cạnh đột nhiên nói, có thể thử xem. Diệp Huyền sa sầm mặt mày, cái này có thể thử được sao? Chân Phượng bên cạnh đột nhiên nói, muốn thử cũng có thể, có điều trước tiên hắn phải thay ta đối đầu với xích sắt này. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn Chân Phượng, Chân Phượng lạnh nhạt nói, nếu hắn không chịu nổi, thoáng cái đã chết thì không phải làm mất thời gian của ta sao? A Mục lắc đầu, không được, ngươi phải thử cho hắn trước. Chân Phượng nhìn A Mục, đại tế ti, ngươi cũng hiểu bất kể là ta thoát khỏi xiềng xích hay không, ta đều có năng lực chém giết hắn và ngươi. A Mục im lặng. Chân Phượng lại nói, nếu hắn thật sự có thể giúp ta thoát khỏi xiềng xích, ta tương trợ hắn một lần thì có sao ta cần gì phải đi hại hắn gây thêm phiền toái cho mình a mục gật đầu ngươi nói có lý nhưng ngươi quên một điều mặc dù hắn có thần kiếm nhưng hiện tại hắn không có thực lực chém đứt thiên đạo liệm hơn nữa một khi hắn động thủ rất có khả năng sẽ dẫn tới thiên phạt với thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng thiên phạt có đúng không chân phượng trầm mặc a mục cười nói chân phượng cô nương dù hắn đạt tới kim thân bất diệt cũng không ngăn được ngươi đúng không chân phượng nhìn diệp huyền ngươi không sợ chết sao diệp huyền trầm mặc một lát nói ta muốn liều mạng cầu phú quý trong nguy hiểm chân phượng nhìn diệp huyền còn có một chuyện nữa ta bị thiên đạo giam cầm nếu ngươi cứu ta ngươi có biết như vậy có nghĩa là gì không diệp huyền gật đầu biết chân phượng cười nói ngươi không sợ thiên đạo sao diệp huyền do dự một chút sau đó nói ngươi có hy vọng ta sợ không chân phượng nhìn hắn một lát sau đó nói vậy thì bắt đầu đi nói xong lòng bàn tay nàng mở ra một ngọn lửa xuất hiện trên tay nàng trong nháy mắt khi ngọn lửa xuất hiện sắc mặt diệp huyền trong thay đổi nguy hiểm trong nháy mắt thấy ngọn lửa này hắn cảm giác được khí tức tử vong Giờ khắc này hắn không có lòng tin vào thân thể mình, có lẽ thực sự không thể chịu đựng được. Chân Phượng nhìn Diệp Huyền, còn muốn thử không? Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, A Mục gật đầu, tin tưởng bản thân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn Chân Phượng, "Đến đây." Chân Phượng gật đầu, tay phải nàng cầm ngọn lửa ném mạnh vào người Diệp Huyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền bị ngọn lửa bao phủ, gần như cùng một lúc nhục thân của hắn lập tức bị thiêu đốt. Thiêu đốt, đó là một ngọn lửa thực sự. Bán bộ Bất Diệt Kim Chân của hắn dưới Chân Phượng Hỏa thiêu đốt, căn bản ngăn không được ngọn lửa này. Chân Phượng Hỏa trong nháy mắt khi nhục thân bốc cháy rốt cục diệp huyền cũng hơi hoảng hốt vốn hắn còn tưởng thân thể của mình có thể ngăn cản được ngọn lửa này dù sao thì nhục thân của hắn cũng là bán bộ bất diệt kim thân mà nhưng sự tình chứng minh hắn đã đánh giá thấp uy lực của chân phượng hỏa trong nháy mắt khi nhục thân bốc cháy a mục bên cạnh hơi nhíu mày a mục nhìn chân phượng chân phượng lạnh lùng nói có cần dừng lại không a mục trầm mặc một lát nhìn diệp huyền vận dụng huyết mạch tri lực diệp huyền gật đầu ầm một luồng ánh sáng đỏ rực mạnh mẽ đột nhiên bắn ra từ cơ thể hắn huyết mạch tri lực trong khoảnh khắc cả người diệp huyền đã biến thành một huyết nhân trong nháy mắt khi huyết mạch chi lực xuất hiện tốc độ thiêu đốt của thân thể hắn đột nhiên chậm lại nhưng vẫn còn cháy chân phượng trước mặt diệp huyền liếc nhìn hắn trong lòng hơi khiếp sợ huyết mạch chi lực có thể ngăn cản chân phượng hỏa của nàng đúng là cực kỳ hiếm thấy lúc này a mục đột nhiên nói bây giờ thế nào diệp huyền trầm giọng nói cứ tiếp tục như vậy nhục thân của ta vẫn sẽ bị thiêu cháy a mục gật đầu vậy thì không sao không sao diệp huyền nhìn a mục a mục nhẹ giọng nói muốn nết bàn tất phải tắm lửa ngươi muốn đạt tới bất diệt kim thân trong khoảng thời gian nhục thân đang bị thiêu đốt chính là cơ hội của ngươi diệp huyền hỏi nói thế nào a mục nhìn hắn lột xác tâm cảnh của ngươi và cơ thể của ngươi cần phải lột xác diệp huyền trầm mặc a mục quay đầu nhìn chân phượng chân phượng trầm mặc không nói lúc này diệp huyền chậm rãi nhắm mắt lại lột xác nhục thân hiện tại của hắn đã đạt tới cực hạn muốn đột phá nữa cũng chỉ có thể tắm lửa trọng sinh dục hỏa trùng sinh nhưng hắn cũng không biết phải tắm lửa trọng sinh như thế nào a mục nhìn chân phượng chân phượng cô nương ta nói với ngươi trước mắt hắn có thể là hy vọng duy nhất của ngươi vì chỉ có hắn mới dám tiếp nhận nhân quả của thiên đạo nếu hắn chết sợ là ngươi phải tiếp tục ở lại nơi này cho đến khi kiếp ngũ duy kiếp kết thúc chân phượng cười lạnh đại tế ti xem như ta hiểu rồi hóa ra ngươi đã đánh chú ý lên người ta ngươi biết hắn không thể đạt tới bất diệt kim thân như vậy sở dĩ ngươi dám để hắn đến là vì ngươi nhận định ta sẽ không để hắn chết có đúng không a mục lắc đầu chân phượng cô nương chúng ta là cùng có lợi không phải sao chân phượng nhìn nàng nhưng ta không thích bị tính kế a mục lại lắc đầu ngươi đó bị nhốt nhiều năm như vậy tính tình vẫn cứ quật cường chân phượng mặt không đổi sắc tính này không sửa được a mục nhìn diệp huyền giờ phút này nhục thân của hắn đang từng chút từng chút biến mất mà chân phượng lại thờ ơ a mục thấp giọng thở dài chân phượng cô nương trước mắt có một phần thiện duyên ngươi tiện tay thì có thể nhặt ngươi thật sự không cần sao chân phượng nhìn a mục ta đã nói rồi ta không thích bị tính kế a mục đang định nói chuyện thì đúng lúc này diệp huyền đột nhiên nói a mục cô nương ta chống đỡ được a mục nhìn hắn diệp huyền nhếch miệng cười ta có thể làm được a mục lắc đầu nếu không có chân phượng chi huyết dung hợp với ngươi nhục thân của ngươi chỉ biết hủy diệt sẽ không thể niết bàn trọng sinh diệp huyền cười nói nhưng ta không thích đi cầu xin người khác a mục còn muốn nói gì đúng lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói nếu chân phượng cô nương không cần phần thiện duyên này vậy ta cần nghe được lời nói của tầng thứ 9, a mục và diệp huyền đều sửng sốt a mục nhìn bụng diệp huyền các hạ có cách không tầng thứ 9, có lẽ máu của ta cũng được diệp huyền trầm giọng nói tiền bối ngươi là máu gì vậy tầng thứ chín cười hắc hắc ngươi quan tâm máu gì làm chi dù sao hữu dụng là được nói xong một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao phủ lấy diệp huyền rất nhanh trên người hắn lại xuất hiện chút ánh sáng màu đỏ nhạt sau khi ánh sáng màu đỏ này xuất hiện tuy rằng chân phượng hỏa trên người diệp huyền còn đang thiêu đốt nhưng nhục thân hắn lại không bị hỏng nát thực sự hiệu quả ba người trong sân đều khiếp sợ chân phượng nhìn ánh sáng màu đỏ nhạt trên người diệp huyền đây là huyết mạch gì vậy a mục cũng hơi tò mò diệp huyền lại càng tò mò hơn vì hắn không ngờ chân phượng và a mục đều không biết huyết mạch này rốt cuộc tầng thứ 9 là cái quỷ gì vậy? Tầng thứ 9 cười ha ha, huyết mạch rất bình thường, không có gì ngạc nhiên, mọi người cũng đừng chú ý đến ta. Diệp Huyền, sa mạc lời. A Mục nhìn nhìn bụng Diệp Huyền, các hạ thật thần bí. Tầng thứ 9 cười khà khà, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta nghiêm túc nghi ngờ bây giờ ngươi không cần đả thương ta mà vẫn có thể đi ra. Tầng thứ 9 trầm giọng nói, không không, ta vẫn chưa thể ra ngoài, thật sự, ta thể đó, dùng danh dự của ta để thề. Diệp Huyền, sa mạc lời. Đúng lúc này, a mục đột nhiên nói ngươi tĩnh tâm lại tận dụng tốt chân phượng hỏa này đi diệp huyền gật đầu hắn không hề suy nghĩ lung tung nữa mà tĩnh khí ngưng thần a mục nhìn bụng diệp huyền mà không nói gì mà chân phượng bên cạnh cũng không có nói gì nữa thời gian từng chút một trôi qua nhục thân của diệp huyền đã bắt đầu từ từ lột xác những phần nhục thân bị thiêu đốt đã mọc ra hơn nữa cũng đang chậm rãi lột xác giống như thay ra a mục bên cạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía không biết đang suy nghĩ gì chân phượng nhìn nàng rốt cuộc hắn là ai a mục cười nói hỏi cái này làm gì chân phượng nhìn thẳng vào a mục huyết mạch của hắn rất không đơn giản trong cơ thể hắn còn có hai món thần vật thư ốc và giới ngục tháp lúc này chân phượng lại nói quan trọng nhất là trên người hắn có nhân quả cực lớn người này tuyệt đối không phải người bình thường hơn nữa ngươi là vu tộc đại tế ti mà đi lựa chọn một người yếu như vậy làm vu thị cái này cũng rất không bình thường a mục gật đầu hắn quả thật không phải người bình thường về phần hắn là ai hiện tại ta cũng không biết ta chỉ biết hắn chính là một điểm mấu chốt về phần ngươi nói vì sao ta lựa chọn hắn vì ta muốn kết một phần thiện duyên thật lớn dù ta có mục đích nhưng đó cũng là một phần thiện duyên chân phượng cười lạnh có mục đích cũng gọi là thiện duyên sao a mục hỏi ngược lại tại sao không thể chúng ta giúp đỡ lẫn nhau không tốt hay sao về phần mục đích vừa nói chân phượng ngươi thật sự quá so đo nói xong nàng dừng một chút lại nói loại người như ngươi nhất định sẽ không có bằng hữu chân phượng mặt không đổi sắc ta không có bằng hữu vậy thì sao a mục buông tay cho nên ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy cũng không có người nào đến cứu ngươi nghe vậy chân phượng giận tím mặt một sóng lửa cường đại đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. A Mục cười nói, nói không lại người thì ra tay sao, sự kiêu ngạo của cường giả đâu rồi? Chân Phượng nhìn A Mục, ngươi đang khiêu khích ta sao? A Mục lắc đầu, không dám, ta đánh không lại ngươi. Chân Phượng cứ nhìn A Mục như vậy không nói lời nào. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, Chân Phượng cô nương, ta cũng từng rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, không sợ gì cả. Sau đó, ta phát hiện ra mình ngu ngốc như thế nào. Tóm lại một câu, làm người thì phiên phiến một chút, khiêm tốn một chút, nhất định sẽ không sai chân phượng nhìn bụng diệp huyền cho nên ngươi mới bị nhốt tầng thứ 9, sa mạc lời a mục lắc đầu cười tầng thứ 9, ngươi bị nhốt như thế nào tầng thứ 9 thấp giọng thở dài nói đến rất dài chuyện thương tâm không muốn nhắc tới a mục đang muốn nói chuyện đúng lúc này diệp huyền trước mặt bọn họ đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh cường đại ầm ầm luồng sức mạnh cường đại này xuất hiện chân phượng hỏa trên người diệp huyền đột nhiên bùng cháy a à, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên từ giữa sân a mục nhìn diệp huyền giờ phút này quanh người hắn đang nhanh chóng thay ra từng lớp da rơi xuống sau đó lại mọc lên dần dần. A Mục nhìn chân phượng, chân phượng mặt không đổi sắc, đến thời khắc mấu chốt của hắn rồi, có thể thành công hay không còn nhờ vào chính hắn. A Mục gật đầu, nàng nhìn Diệp Huyền, trong mắt hơi lo lắng. Khoảng chừng một ngày sau, Diệp Huyền càng ngày càng đau đớn, lúc trước chỉ là đau thân thể, nhưng bây giờ hắn cảm giác xương cốt đều đau, không đúng, là toàn thân trên dưới bất kỳ một bộ phận nào cũng đau, giống như là đang bị người ta cầm đau róc thịt vậy. A Mục vội vàng nói, kiên trì một chút, nhanh thôi. Diệp Huyền thống khổ nói, còn bao lâu nữa? A Mục nói, sắp rồi sắp rồi diệp huyền nắm chặt hai tay giờ phút này hắn thật sự cảm giác mình sắp sụp đổ a mục dường như nghĩ đến gì đó nàng quay đầu nhìn chân phượng cho hắn một chút chân phượng chi huyết đi chân phượng lạnh nhạt nói không cho a mục ngây người sau đó nói chân phượng cô nương chỉ có một chút chân phượng chi huyết ngươi cho hắn hắn vượt qua cửa ải này chúng ta sẽ báo đáp ngươi chân phượng nhìn a mục ta không thích người khác tính kế ta a mục còn muốn nói gì đó diệp huyền bên cạnh đột nhiên nói không sao a mục nhìn diệp huyền diệp huyền nhếch miệng cười nụ cười thấm vào lòng người a mục nàng ta không nợ gì chúng ta không cần cầu xin ta có thể chịu đựng được a mục nhìn hắn không có chân phượng chi huyết ngươi sẽ không chịu nổi diệp huyền lắc đầu ta nhất định có thể chống đỡ được nói xong hắn giống lên một luồng sức mạnh cường đại tràn ra từ cơ thể hắn nhưng nhục thân của hắn đã bị phân thành mảnh nhỏ a mục hơi lo lắng niết bàn không phải thật sự muốn hủy diệt nhục thân của diệp huyền bởi vì hắn không phải là chân phượng không có năng lực đặc thù tắm lửa trọng sinh việc hắn phải làm là dùng chân phượng hỏa để rèn luyện nhục thân của mình từ đó đạt tới hiệu quả của niết bàn nếu như nhục thân hoàn toàn bị hủy thì đó chính là thật sự không còn nữa. A Mục im lặng một lúc rồi đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền, tay phải nàng nắm chặt tay hắn, trong nháy mắt chân phượng hỏa cường đại đã lan tới người nàng. Miệng A Mục nhanh chóng lẩm bẩm gì đó, dần dần trên người nàng đột nhiên có một ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt thiêu đốt, mà ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt này đang ngăn cản chân phượng hỏa trên người nàng và Diệp Huyền. Thấy cảnh này, chân phượng xa xa híp mắt lại, đốt cháy thọ nguyên, ngươi thật sự không sợ chết sao? Nghe được chân phượng nói, Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, đốt thọ nguyên gì chứ? Chân phượng lạnh nhạt nói, nàng ta đang đốt thọ nguyên dùng cái này ngăn cản sức mạnh của chân phượng hỏa để nhục thân ngươi và chân phượng hỏa ở trạng thái cân bằng chính là lửa của ta sẽ không giết chết ngươi mà còn có thể luyện nhục thân của ngươi nghe vậy sắc mặt diệp huyền trầm xuống vội vàng nhìn a mục a mục ta có thể chống đỡ được ngươi mau dừng lại a mục lắc đầu ngọn lửa này quá bá đạo nhục thân của ngươi bây giờ không cách nào chống đỡ được đâu diệp huyền còn muốn nói gì đó thì a mục đột nhiên cười nói nếu ngươi thật sự lo lắng cho ta thì hãy mau nết bàn diệp huyền nhìn nàng một lát sau hắn chậm rãi nhắm mắt lại cứ như vậy sau khoảng một canh giờ hắn đột nhiên mở mắt ra ầm ầm một luồng sức mạnh cường đại bao trùm lấy cơ thể hắn chân phượng hỏa cường đại bị đánh văng ra diệp huyền nhìn a mục khi thấy a mục hắn ngây ngẩn cả người giờ phút này tóc của a mục đã trắng hoàn toàn a mục buông tay hắn ra cười nói thành công rồi hắn nhìn nàng ngươi đã đốt bao nhiêu thọ nguyên a mục lắc đầu không nhiều lắm diệp huyền hơi tức giận nói không nhiều lắm không nhiều lắm mà tóc ngươi đều bạc hết a mục khẽ cười nói một chút thọ nguyên mà thôi không cần như thế ngươi mau nhìn nhục thân hiện tại của ngươi. Diệp Huyền nhìn chân phượng, nàng ta đã đốt bao nhiêu thọ nguyên? Chân phượng lạnh nhạt nói, ít nhất là vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, cường giả cấp bậc như nàng ta không thể chỉ có tuổi thọ vạn năm. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, ngươi quên một việc, đó chính là nàng ta tỉnh lại từ trong quan tài. Vốn là nàng ta có ít nhất 10 vạn năm tuổi thọ, nhưng nàng ta đã ngủ say bao lâu rồi? Sắc mặt Diệp Huyền âm trầm, nhìn A Mục, bây giờ ngươi còn bao nhiêu thọ nguyên? A Mục cười nói, chắc là mấy chục năm, dù sao vậy cũng đủ rồi vẻ mặt của diệp huyền hơi phức tạp có đáng không a mục chớp mắt ngươi chính là vu thị của ta ta nói cho ngươi biết khi ta chọn ngươi ta rất nghiêm túc diệp huyền lắc đầu không phải nói là có mục đích sao a mục cười nói là có mục đích có điều ta cũng nghiêm túc diệp huyền nhìn nữ từ trước mắt trong lòng hơi phức tạp mục đích diệp huyền lắc đầu cười giờ khắc này chút khúc mắc trong lòng hắn đột nhiên biến mất bản thân làm rất nhiều chuyện không phải đều là có mục đích hay sao tầng thứ 9 đi theo mình không phải cũng là có mục đích sao phù văn tông và vạn duy thư viện chọn mình không phải cũng là có mục đích sao? Mục đích cũng được chia ra tốt hay xấu. Thật ra, không chỉ có chân phượng so đo mà Diệp Huyền hắn cũng so đo. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi mau nhìn nhục thân của ngươi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn mái tóc bạc của A Mục, A Mục chớp mắt, có phải rất khó coi hay không? Diệp Huyền lắc đầu, rất đẹp, thật đấy. A Mục nhếch miệng cười, đẹp là được rồi, dù sao ở Vu tộc cũng không có ai dám nói ta không đẹp. Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó hắn cúi đầu nhìn nhục thân của mình. Giờ phút này nhục thân của hắn đã niết bàn bất diệt kim thân sau khi đạt tới trình độ này hắn cảm giác nhục thân của mình lại có sự biến hóa bản chất lúc này a mục đột nhiên nói nếu so sánh nhục thân hiện tại của ngươi với thiên long tộc thì chỉ có giới bát bộ thiên long những thiên long còn lại có bao nhiêu giết bấy nhiêu diệp huyền gật đầu dường như nghĩ đến gì đó mà lại hỏi trên bất diệt kim thân còn có cảnh giới khác không a mục im lặng diệp huyền nói sao thế chân phượng bên cạnh đột nhiên nói trên kim thân bất diệt còn có một cảnh giới có điều chỉ thuộc về truyền thuyết diệp huyền hỏi cảnh giới gì chân phượng lạnh nhạt nói phàm nhân chi thể diệp huyền nhíu mày phàm nhân chi thể a mục bên cạnh nói đúng vậy trên bất diệt kim thân chính là phàm nhân chi thể có điều dù trong lịch sử vu tộc và thiên tộc ta cũng chưa từng xuất hiện cường giả cấp bậc như thế này có thể nói thứ này chỉ thuộc về truyền thuyết diệp huyền còn muốn nói gì chân phượng bên cạnh đột nhiên nói ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi diệp huyền nhìn chân phượng chân phượng giơ xích trong tay lên lòng bàn tay diệp huyền mở ra thiên chu kiếm xuất hiện trong tay hắn hắn nhìn chân phượng chân phượng cô nương ta giải thoát cho ngươi đến lúc đó nợ nần giữa chúng ta xóa hết chân phượng nhìn hắn được diệp huyền gật đầu cầm thiên chu kiếm trong tay đang muốn động thủ thì đúng lúc này chân trời xa xôi đột nhiên dung chuyển dữ dội ngay sau đó trong khu vực lửa cháy xuất hiện một đám mây màu đen thấy cảnh này diệp huyền ngẩn người sau đó sắc mặt thay đổi thiên đạo sẽ không xuất hiện đấy chứ lúc này sắc mặt chân phượng cũng trở nên cực kỳ khó coi a mục đi đến bên cạnh diệp huyền hai tay nàng ôm cánh tay hắn thiên đạo tới rồi diệp huyền quay đầu nhìn nàng ngươi có sợ không a mục gật đầu sợ diệp huyền ngẩng đầu nhìn chân trời đám mây đen xuất hiện những ngọn lửa chung quanh đột nhiên tản ra bốn phía diệp huyền trầm giọng nói thiên đạo sẽ không đánh ta chứ a mục chớp mắt sau đó nói có thể diệp huyền do dự một chút hơi muốn chuồn đi rồi vì hắn thật sự đánh không lại thiên đạo tuy rằng bây giờ hắn đã có bất diệt kim thân dù đối mặt với ala cũng có thể đỡ mấy kiếm thế nhưng hắn không có lòng tin khi đối mặt với thiên đạo thiên đạo có thể khiến cho vô số cường giả sợ hãi tuyệt đối không phải mạnh bình thường thôi đâu đúng lúc này thiên chu kiếm trong tay diệp huyền đột nhiên bay lên thấy cảnh này mí mắt nhảy lên hắn cố ý triệu hồi thiên chu kiếm nhưng mà vô dụng giờ phút này thiên chu kiếm đã không bị hắn khống chế nữa phía dưới chân phượng nhìn thanh thiên chu kiếm rốt cuộc ngươi muốn giết ta sao lúc này thiên chu kiếm giáng xuống không hề chém giết chân phượng mà lại chỉ thẳng vào giữa lông mày diệp huyền cứ như vậy dí vào hắn thấy cảnh này tất cả mọi người trong sân đều sửng sốt diệp huyền chớp mắt sau đó nói có chuyện gì thì từ từ nói không có lời đáp mồ hôi lạnh của hắn túa ra thiên đạo muốn chơi cái gì đây lúc này tiểu linh nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp huyền nàng nhìn hắn ca à, có người nói nể mặt ngươi ngươi thả nàng ta đi đi diệp huyền hơi mờ mịt cái gì tiểu linh nhi lườm hắn một cái vừa rồi có giọng nói vang lên trong đầu ta nàng ta nói nàng ta cho ngươi một ân tình ngươi có thể thả người kia ra diệp huyền vẫn hơi mờ mịt lúc này a mục đột nhiên nói là thiên đạo thiên đạo diệp huyền giật mình hắn ngồi xổm xuống nhìn tiểu linh nhi thiên đạo đang nói chuyện với ngươi sao tiểu linh nhi chớp mắt không biết nữa dù sao cũng là kêu ngươi thả nàng ta diệp huyền do dự một chút sau đó nói ngươi giúp ta hỏi nàng ta tại sao nàng ta không tự thả tiểu linh nhi lắc đầu ta không biết nàng ta ở nơi nào diệp huyền còn muốn nói gì đó lúc này a mục đột nhiên nói đây là thiên đạo đang cho ngươi ân tình diệp huyền nhìn a mục a mục trầm giọng nói nàng ta bảo ngươi nợ nàng ta một ân tình bây giờ nàng ta đã tỏ ra thân thiện ngươi cũng đừng nên từ chối diệp huyền do dự một chút rồi gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn mây đen phía chân trời nói tình cảm của các hạ ta nhớ kỹ ngày sau tất báo đáp giọng hắn vừa dứt thiên chu kiếm đã xuất hiện trong tay hắn đi tới trước mặt chân phượng rồi chém một kiếm xuống ầm ầm tất cả xích sắt trên người chân phượng bị thiên chu kiếm chặt đứt đồng thời một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên biến mất xung quanh chân phượng diệp huyền kéo a mục lui ra xa 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 chân phượng hít sâu một hơi nàng đột nhiên giống lên một ngọn lửa phóng lên trời bắn sâu vào tinh không trong nháy mắt toàn bộ tinh không đều bị thiêu đốt thấy cảnh này mí mắt diệp huyền nhảy lên tuy rằng nữ tử này không còn nhục thân nhưng cũng thật sự rất mạnh mẽ một lát sau chân phượng đột nhiên mở mắt nhìn hắn ngay cả thiên đạo cũng nể mặt ngươi ngươi rất không tầm thường diệp huyền lắc đầu ta chỉ là một kiếm tu bình thường chân phượng nhìn hắn không nói lời nào diệp huyền cười nói chân phượng cô nương ngươi tương trợ ta đột phá nhục thân ta giúp ngươi thoát khỏi vây khốn giữa chúng ta không ai nợ ai nữa chân phượng lạnh nhạt nói không ai nợ ai diệp huyền gật đầu sau đó dẫn a à mục rời đi phía sau chân phượng ngẩng đầu nhìn mây đen phía chân trời trong mắt nàng hiện lên chút lệ khí chờ đấy nói xong nàng xoay người muốn rời đi mà đúng lúc này mây đen phía chân trời đột nhiên rung lên dữ dội ngay sau đó một thần lôi đột nhiên từ chân trời giáng xuống thấy cảnh này diệp huyền và a mục đều sửng sốt đây là cái quỷ gì vậy chân phượng cũng sửng sốt mà lúc này thần lôi đã giáng xuống chân phượng giống giận một ngọn lửa phóng lên trời nhưng ngọn lửa cường đại này vừa mới tiếp xúc với thần lôi đã lập tức tán loạn rất nhanh dưới ánh mắt của diệp huyền và a mục đạo thần lôi đánh lên người chân phượng ầm ầm lúc này lửa quanh thân chân phượng biến mất không ai biết mà thần lôi cũng không biến mất giống như một cái lồng giam bình thường giam chặt chân phượng lại bị cầm tù diệp huyền và a mục nhìn trợn mắt há mồm đây là thao tác gì vậy bên trong thần lôi chân phượng giận dữ gầm lên thiên đạo nếu ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi giết ta đi a à, a à. và lúc này những đám mây đen phía chân trời đang dần biến mất trong lồng giam chân phượng còn đang gầm lên giận dữ nàng điên cuồng gầm thét nhưng thiên đạo lại không có bất kỳ phản ứng nào nữa a mục bên cạnh diệp huyền lắc đầu thở dài không biết đang suy nghĩ gì tầng thứ 9 cũng thấp giọng thở dài không tự tìm chết sẽ không chết gì ấy nhỉ hơi khiêm tốn một chút cũng không đến mức như vậy diệp huyền gật đầu hắn không nói gì nữa kéo a mục xoay người rời đi đúng lúc này chân phượng ở xa đột nhiên giận dữ nói đứng lại diệp huyền dừng lại xoay người nhìn chân phượng tiền bối chân phượng nhìn chằm chằm vào hắn cứu ta diệp huyền trầm giọng nói tiền bối chúng ta đã hết nợ nần rồi nói xong hắn xoay người rời đi chân phượng đột nhiên nói coi như ta nợ ngươi một ân tình diệp huyền dừng bước sau đó nói lúc trước nếu ngươi cho ta một giọt chân phượng chi huyết thì ta nợ ngươi ân tình a mục cũng không đến mức như thế đương nhiên đây là quyền của ngươi ta không trách gì ngươi nhưng hiện tại chân phượng tiền bối thứ cho ta nói thẳng ta không nợ ngươi cái gì cả nói xong hắn kéo a mục bỏ đi thấy diệp huyền dẫn a mục rời đi chân phượng phía sau điên cuồng gầm lên giận dữ diệp huyền cũng không hề quay đầu lại như hắn nói hắn không nợ gì chân phượng sau khi rời khỏi chân phượng sơn a mục bên cạnh diệp huyền đột nhiên nhẹ giọng nói tính cách của nữ nhân này quá cao ngạo tầng thứ 9 nói không phải là cao ngạo ta thấy là ngu ngốc thì đúng hơn a mục lắc đầu thở dài tầng thứ 9 lại nói ngươi nói xem rõ ràng nàng ta đánh không lại thiên đạo người ta mà còn muốn nói lời cay nghiệt với người ta đây không phải là muốn chết sao đánh không lại thì không thể nhận thua sao đúng là thiểu năng trí tuệ diệp huyền gật đầu hắn cũng thật không ngờ chân phượng vừa được thả ra lại bị nhốt trở lại hôm nay thiên đạo có năng lực giết nàng nhưng lại không giết hiển nhiên là muốn nhốt nàng lại mất đi tự do còn đáng sợ hơn cả cái chết a mục đột nhiên nói thật ra ngươi có thể cứu nàng ta và kết mối thiện duyên với nàng ta diệp huyền lắc đầu nữ nhân này quá cao ngạo ta không hợp với nàng ta vẫn không nên kết thiện duyên bằng không ta sợ thiện duyên này lại biến thành ác duyên ngược lại ta thấy thiên đạo không tệ lắm không cần phải vì nữ nhân này mà đắc tội thiên đạo dù sao người ta đã cho ta một ân tình nếu như ta không hiểu chừng mực phần thiện duyên của ta cùng thiên đạo sợ là cũng không còn nữa a mục nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói cũng đúng nói xong nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới chân phượng sơn lắc đầu nàng ta không chỉ hại mình mà còn hại cả chân phượng nhất tộc nhưng tới bây giờ vẫn không biết hối cải đúng là không cứu được nói tới đây dường như nàng nghĩ đến điều gì đó mà quay đầu nhìn diệp huyền không phải nói kiếm tu đều là thà gãy chứ không chịu cong cao ngạo vô cùng sao sao ta lại thấy ngươi linh hoạt như vậy tầng thứ 9 đột nhiên nói hắn là một kiếm tu không biết xấu hổ diệp huyền sa mạc lời a mục che miệng cười da mặt ngươi quả thật rất dày tuy nhiên đây là chuyện tốt diệp huyền lắc đầu cười đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một luồng long uy cường đại thấy cảnh này diệp huyền nhíu mày hắn và a mục ngẩng đầu nhìn lại sâu trong tinh không có một con cự long khổng lồ bay tới nơi cự long đi qua cả tinh không đều rung chuyển a mục đột nhiên nói đây là một con ngũ bộ thiên long địa vị hẳn là không thấp trong thiên long tộc diệp huyền gật đầu không nói lời nào rất nhanh ngũ bộ thiên long đã bay tới bầu trời phía trên diệp huyền và a mục ngũ bộ thiên long nhìn xuống diệp huyền phía dưới nhân loại ngươi dám ngay lúc này diệp huyền đột nhiên phóng lên trời ngũ bộ thiên long còn chưa kịp phản ứng đã bị một ánh kiếm xuyên thủng bụng xoẹt một dòng long huyết bắn lên trời đồng thời một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp tinh không mà lúc này một đạo kiếm quang lại lóe qua sân rất nhanh đầu cự long đã bay ra khỏi tinh không miểu sát bây giờ hắn cộng thêm thiên chu kiếm đã được tăng cường loại rồng này trước mặt hắn chẳng khác nào một con kiến diệp huyền trở lại bên cạnh a mục lấy một cái nồi lớn ra sau đó nói hầm rồng a mục chớp mắt sa mạc lời diệp huyền cũng không nói đùa mà bắt đầu phân thây ngũ bộ thiên long chỉ chốc lát sau trong nồi lớn của hắn đã bốc lên mùi thịt rồng thơm phức a mục gắp một sợi gân rồng sau đó hơi say sưa nói thật đúng là mỹ vị trước kia khi ta ở vu tộc cũng chưa từng ăn ngon như vậy mỗi ngày đều ăn thịt rồng thật sự rất thú vị nói xong nàng gấp một miếng gân rồng cho vào miệng, sau đó nhai vài cái, vẻ mặt hưng phấn. Diệp Huyền gấp một miếng thịt rồng bỏ vào miệng rồi nói: A Mục, ngươi nói cho ta biết sự phân chia thế lực ở thời đại của các ngươi đi. A Mục gật đầu, thời đại của chúng ta có hai tộc mạnh nhất, theo thứ tự là thiên tộc và vu tộc. Thiên tộc là do liên minh trăm tộc mà thành, trong đó có mấy tộc tương đối cường đại là thiên thần tộc, minh phủ cùng với cổ hình tộc. Thiên thần tộc trưởng quản thiên giới, thực lực vô cùng cường đại. Thiên Long tộc chính là vật cưỡi của bọn họ, là bộ tộc phụ thuộc trung thành nhất mà u minh tộc thì trưởng quản u minh nếu người chết không muốn nhập luân hồi thì sẽ gia nhập bọn họ nói đến đây nàng dừng một chút sau đó lại nói trong minh phủ này có một vị cường giả siêu cấp tên là a bố tạng người này thực lực rất mạnh có điều cũng may người này cơ bản không xen vào bất cứ chuyện gì của thiên tộc và u minh tộc bằng không sợ là thực lực của minh phủ còn ở trên thiên thần tộc về phần cổ hình tộc tộc nhân rất ít cực kỳ ít chỉ có mấy chục người nhưng mấy chục người này thật sự rất giỏi đánh nhau diệp huyền hơi tò mò rất giỏi đánh nhau sao a mục hơi gật đầu chiến lược của mấy chục người này cực kỳ nghịch thiên nếu bọn họ có nhiều người hơn một chút minh phủ hay thiên tộc gì cũng không phải là đối thủ của bọn họ đáng tiếc bọn họ quá ít người hơn nữa khả năng sinh sản cực kỳ kém mấy vạn năm qua cũng chỉ có hơn mười mấy người diệp huyền khẽ nhíu mày sao lại kém như vậy a mục lắc đầu ông trời cho bọn họ thiên phú chiến đấu nhưng cũng tước đi một ít năng lực của bọn họ bằng không nếu bọn họ có mấy vạn người sợ là ngay cả thiên đạo cũng bị bọn họ giết chết diệp huyền trầm mọc một lát sau đó lại hỏi thiên long tộc là bộ tộc phụ thuộc vào thiên thần tộc a mục gật đầu đúng vậy diệp huyền hơi khó hiểu không phải thiên long cực kỳ cao ngạo sao a mục liếc mắt nhìn hắn một cái vậy phải xem là ở trước mặt ai đã trước mặt người bình thường bọn họ cực kỳ cao ngạo nhưng trước mặt chủng tộc cường đại hơn bọn họ bọn họ hèn như con chó nhỏ ấy diệp huyền gật đầu một cái hiểu rồi vậy có nghĩa là thiên long tộc cũng không đặc biệt mạnh trong thiên tộc đúng không a mục gật đầu đúng vậy không mạnh lắm diệp huyền trầm giọng nói ta hầm rồng của thiên long tộc chắc chắn sẽ cùng thiên long tộc không chết không thôi với tình trạng này thiên thần tộc nhất định sẽ giúp thiên long tộc đúng không a mục lại gật đầu đúng vậy đánh chó còn phải ngó mặt chủ hơn nữa ngươi không phải đánh mà là hầm ngươi đang hầm mặt mũi của thiên thần tộc ta còn nói cho ngươi biết thiên tộc như thể tay chân minh phủ và cổ hình tộc chắc chắn cũng sẽ giúp thiên long tộc một khi bọn họ đều tỉnh lại ngươi sẽ xong đời diệp huyền sa mạc lời a mục gấp một miếng thịt rồng bỏ vào miệng rồi nói có điều ngươi cũng không cần phải sợ vì ngươi là vô thị của ta ta sẽ bảo vệ ngươi diệp huyền nhìn a mục vu tộc thì sao vu tộc có thể đối kháng với thiên tộc thì chắc chắn cũng không kém chứ đúng không a mục buông đũa xuống nhìn Diệp Huyền rồi nghiêm túc nói, đương nhiên không kém. Ta nói ngươi biết, vu tộc ta có 36 vị thần vu, 12 tổ vu siêu cấp, ba đại vu cùng với vu thần. Ngoài ra chúng ta còn có 81 bộ lạc, mỗi một bộ lạc đều có chiến sĩ cực kỳ cường đại, đặc biệt là bộ lạc cử Lê của chúng ta, chiến lực phi phàm, dù gặp phải cổ hình tộc cũng ngang tài ngang sức. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi thả lỏng, vậy thì tốt, vu tộc cũng không yếu như vậy. Bằng không hắn thật sự phải trốn vào tứ duy vũ trụ mất. A Mục đột nhiên nói, nữ tử váy trắng phía sau chúng ta tên là gì? Diệp Huyền chớp mắt, chúng ta a mục nhìn hắn không phải chúng ta sao diệp huyền gật đầu ừ là chúng ta ta không biết tên nàng ta là gì ta chỉ biết nàng ta rất giỏi a mục hơi gật đầu nàng ta rất lợi hại nói xong nàng nhìn diệp huyền bây giờ ngươi nhất định phải đạt tới lân hồi cảnh không đúng là phải đạt tới chủ tể cảnh cảnh giới của ngươi quá thấp tuy nhục thân của ngươi cường đại nhưng nếu cảnh giới không theo kịp ngươi giao thủ với cường giả chân chính cũng chỉ có thể bị động chịu đánh diệp huyền gật đầu chúng ta tới hư vô duy độ a mục gật đầu đứng dậy đi thừa dịp bây giờ một vài cường giả thiên tộc cùng thiên long tộc còn chưa tỉnh lại chúng ta phải tới phần mộ kia trước để cảnh giới của ngươi tăng lên nói xong hai người dọn dẹp nồi lớn sau đó biến mất trong tinh không hư vô duy độ diệp huyền và a mục vừa trở lại hư vô duy độ thủ mộ lão nhân đã xuất hiện trước mặt hai người thủ mộ lão nhân nhìn hắn thấp giọng thở dài sao ngươi lại tới đây diệp huyền cười chúc tiền bối tốt lành thủ mộ lão nhân lắc đầu ta thấy không tốt lành diệp huyền sa mạc lời thủ mộ lão nhân nhìn hắn thiếu niên ngươi có thể đổi chỗ khác gây họa không Diệp Huyền đen mặt, tiền bối, ngươi cũng biết là Thiên Long tộc động thủ trước mà. Thủ mộ lão nhân lắc đầu thở dài, không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn A Mục, ngươi có biết hắn ta là ai không? Hắn cũng khá tò mò thân phận thủ mộ lão nhân. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!